là đấu trường. Thì thời gian của đấu trường nó cho chúng ta là khoảng như các bạn thấy đây, 28 tới 31 thì 3 ngày. 3 ngày để vào đấu trường. Đây chúng ta có 3 đấu trường là Nữ Hoàng, Lãnh Chúa và Tử Thần. Và chúng ta có 3 lượt chơi. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng 3 lượt chơi này. Chơi cả 3 cái đấu trường này. Đầu tiên mình sẽ quay lại với Tử Thần. Đã từ rất lâu rồi mình không sử dụng Tử Thần. Hôm nay xin mời các bạn cùng mình sử dụng lại Tử Thần. Các bạn thấy ở đây bộ Tử Thần của chúng ta là cộng 1. Có hiệu phi công Perry 70, Clark 70. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham chiến. Thì trước khi tham chiến mình sẽ nói sơ qua. Thì mọi cơ trưởng đều sử dụng trang bị giống nhau. Thắng hay thua là do kỹ năng của mỗi người. Có nghĩa là nó cho chúng ta giống nhau hết. Không ai khác ai cả. Đây là luật chơi. Tất cả các cơ trưởng tham gia đấu trường đều sử dụng trang bị phi công giống nhau. Mỗi cơ trưởng mỗi ngày tham gia 3 lần. Những lần sau dùng kim cương để tham gia thì được miễn phí 3 lần. Cơ trưởng sẽ được xếp hạng dựa vào số điểm đạt được khi tham gia đấu trường. Mình sẽ vào thăm từng đấu trường một. Như bạn thấy thì với những cái bộ như thế này, nhưng mà chúng ta chỉ đi được khoảng triệu, hơn triệu điểm thôi, không được nhiều. Thì cái này không biết có hack hay không, nhưng mà thấy số điểm ở đây thì rất là khả thi, phù hợp với những bộ siêu chiến cơ như vậy. Đó, thì ở đây là triệu 2, triệu 3, triệu rưỡi cho 3 map. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Tử Thần. Xin mời các bạn cùng mình tham chiến. Thì mình chơi cũng không hay, thế nhưng mà chết có quá sớm thì các bạn cũng đừng có cười. Ở đây là mình chơi thử nghiệm thôi, đây là chơi để thử chức năng mới. Thì chức năng này bên Trung Quốc mình cũng đã chơi rất là nhiều trong cái mục giới thiệu chiến cơ, siêu chiến cơ cho các bạn. Mình cũng đã chơi ở map này, ở chế độ chơi này. Đây là bộ siêu chiến cơ Tử Thần. Đã từ rất lâu rồi mình đã bỏ bộ siêu chiến cơ này. Thì nó cũng là một chế độ chơi thách đấu, nhưng mà như các bạn thấy mình chơi ở bên trong bản Trung Quốc thì nó rất là cao, chứ nó không phải như là thách đấu bình thường. Thì để đạt được số điểm cao với những cái trang bị giống nhau hoàn toàn như thế này thì các bạn không bị chết là thiếu tiên.
thì nó hiển thị số bom mình đang có. Không biết mình có sử dụng được số bom này không. Thì mình sẽ chút xíu nữa đập con boss, mình sẽ thử cho các bạn coi. Bom thì hồi trước mình có được số lượng lớn bom là nhờ là quay, còn quay may mắn. Nhưng mà bây giờ quay thì nó không còn tốt như trước nữa. Thank you.
con này thì bắt đầu trâu lên rồi. Nếu như chúng ta sơ ý để trúng đạn thì có thể là nổi chiến cơ ngay, hoặc là mất hết máu. Đó các bạn thấy không, mình lao vào ăn cái kim pha lê một phát, nó tụt cho gần hết máu luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta có ngọc để chuyển hóa thành máu tiếp. Thank you.
của địch thì toàn bộ đại của địch nó cũng mất luôn. Đó là một điều rất là lạ. Thank you.
đấu trường. Đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Qua đây thì các bạn cũng sẽ thấy được là một sự công bằng nằm ở trong cái đấu trường này cho tất cả những bạn xấu tay chơi hay cùng thi đấu tài năng. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn thấy video mình làm hay, nhớ like và subscribe.